tự nhiên chạy đến khúc đó là một cái đun. Các vị ở đây hoan hỷ chứ mình mới vô mà sao bị sự cố liền rồi. Chắc mình đi trễ các vị quở rồi. Trời ơi nát bấy luôn thiệt chứ. Cái mùi cái nghẹt. Mà sư phụ rất là hoan hỷ với việc làm của tụi con là sắp xếp đây cho nó đẹp, làm cái nghiêm sắp đến Tết rồi. Cái dân tộc của chúng ta là dân tộc của lễ nghĩa, dân tộc của đạo đức, là nghĩa là Tết là đều phải chăm mộ ông bà. Những người này mình sẽ là những người thân của những người này để mình chăm mộ họ. Mình làm cho họ mới để họ có một cái niềm vui. Và từ đó mình mới chuyển công năng họ để mong muốn họ sớm siêu chứ không phải họ hôm nay. Có những người đến đây sinh số đề rất là ác độc. Nhưng mà thôi mình làm mọi như vậy để tốt cho mong muốn cho họ siêu. Chứ không phải là mong muốn cho họ đây là những cô hồn ma đẹp của họ nương cái mộ. Mình đi làm từ thiện này, mình đi làm cái việc nghĩa này, cái việc tốt lành này. Hãy lấy cái tâm mình ra. Thì tất cả các chư vị đây sẽ ấm lòng mà để nhận thọ lãnh đó. Rồi mình sẽ được cái hỷ lạc của mình. Chỉ còn cách khoảng vài trăm mét nữa đến nghĩa trang đường sắt thôi thì xe của Nhân, vợ chồng chị Quyên, anh Hoài với lại sư phụ gặp một sự cố. Rồi cái mùi khét nghẹt luôn, bánh xe gần như là nát luôn. Không biết anh có đem bánh ha? Dạ. Cách có vài trăm mét rồi đằng kia kìa, dính một cái hòn đá to quá, mình không thấy. Thôi bây giờ mình chuyển đồ vô. À đây là cụ Hoạt. Lần trước khi mà Nhân đến đây thì không gặp được cụ Hoạt. Còn hôm nay thì cụ Hoạt cũng có ra. Cụ Hoạt là người quản trang ở nghĩa trang đường sắt 17 tháng 3 1982 này. Ngay trong đầu đường luôn. Tự nhiên chạy đến khúc đó là một cái đun. Điện thoại của Nhân rớt luôn. Sư phụ ngồi ở trên sao sư phụ? Có dây là sư phụ bay nóc luôn. Nhưng mà cái cảm giác giật mình. Không có giật mình. Làm một cái đun. Nó quá một cái cú dạ. Mà sốc mà. Cái điện thoại của em bay lên vậy nè. Mới cầm điện thoại coi đường, điện thoại bay lên vậy nè. Này chúng ta ra chỗ đó đó. Anh chị lấy cái là làm lại mình cái cây mình chống cho người xe khác nó khỏi bị giống như mình. À tới ngay chỗ cái ụt nãy à. Ừ. Tráng lên cái chỗ đó cái đầu thấy liền. Nó đèn đèn đèn. Đó. Phải làm cái gì để cho người ta biết để mình bị rồi mình phải giúp cho người ta. Đây xe chạy nhiều lắm rồi sao cái hôm nay này xe đi bị. Đoạn tránh cái hụt bên nhìn thấy cái hụt sâu xuống. Nó là cái cục đá anh. Ừ, cái cục đá cao bên đường cao vậy. Mình tránh cái hụt nó hơi lõm như chút. Chúng mình chút nó ra rồi lấy cái gì làm cho dấu hiệu cho người ta biết để mình tránh cho người ta phải giống mình. Mà xe ô tô chắc ít vô đây hả cụ? Ít vô đây hả ông? Có thường vô đây không xe ô tô á? Ô tô chạy nhiều lắm chứ, xe tải chứ có chạy nhiều lắm. Ủa? Vậy mà hả? Đường bên kia nó sang mình. Vậy cục đá đó ở đâu ra vậy trời? À, không biết là đâu ra chứ còn xe dạ. Nó chạy trên kiến mà. Người ta trồng cái cục đá người ta trồng cái như cái trụ đá luôn vậy. Lớn lắm. Tại vì mình né ổ gà mà cứ né cái đó này nó mới bị đó. Chứ không mình chạy thẳng luôn thì nó cũng bị đi đường nó còn bị. Ủa anh không có tắt máy hả anh Hoài? Tắt máy đi chứ. Giờ trước khi vào trong thì giờ anh Hoài phải khắc phục liền, lấy bánh sơ cua thay vô. Các vị ở đây hoan hỷ chứ mình mới vô mà sao bị sự cố liền rồi. Chắc mình đi trễ các vị quở rồi. Trời ơi nát bấy luôn thiệt chứ. Cái mùi cái nghẹt. Dạ. Ráng lết vô tới đây nè cho mát. Dạ. Nói với trụ sư phụ muốn vét voi luôn thôi con, chúng ta con nói với Tân Anh với con nghe không? Dạ dạ dạ. Nha cô Hạ ơi. Vâng. Thì lập mình sẵn làm mới làm vét này là con đội ha, đội lên.
bể đây không biết còn bể đâu không, bánh này chắc bỏ luôn rồi con, làm gì nữa giờ. Thua rồi, hết giá rồi. Ôi mà nãy nó đụng bánh chứ nó đâu có gầm bị gì ha anh. Thôi vậy em vào trong em chuẩn bị nha, em vào trong em chuẩn bị cúng cái. Xin chào cả nhà đã đến với video tiếp theo trên Nhân Chứng Channel. Mình là Nhân. Hôm nay Nhân cùng với sư phụ Trúc Phương, vợ chồng chị Quyên cũng như là Tuấn Anh đang có mặt tại Nghĩa Trang Đường Sắt 17 tháng 3 năm 1982. Và hôm nay sẽ tiến hành thực hiện một chương trình mà Nhân đã thông báo trong những video lần trước. Đó là xây hơn 90 tấm mộ bia cho những người vô danh vô thừa nhận đang nằm tại Nghĩa Trang này. Thì Nghĩa Trang Đường Sắt 1982 này hiện đang nằm ngay bên cạnh đường ray của đường sắt Bắc Nam, ngay phía sau Nhân đây. Và đường sắt thì vẫn còn đang hoạt động bình thường. Và Nhân đã có, như Nhân đã chia sẻ trong những video lần trước, thì cách Nghĩa Trang này khoảng vài cây số, nếu Nhân nhớ không lầm thì như là ga Bào Cá, thì cách đây gần 40 năm, vào đúng năm 1982, thì đã có một tai nạn đường sắt thảm khốc đã xảy ra. Tai nạn này đã khiến cho hàng trăm người chết lẫn bị thương. Và lúc đó phương tiện truyền thông vẫn chưa phát triển để người thân có thể biết đến tai nạn và đến đưa xác của người thân mình về. Vì lý do đó mà nằm lại ngay tại Nghĩa Trang này có hơn 90 người, không có ai nhận hết. Và tất cả những người đang nằm tại Nghĩa Trang này đều có một cái bia mộ đề chung, đó chính là mộ vô danh. Và theo thời gian thì những ngôi mộ vô danh này dần xuống cấp, gần như là thành những cái mã lạng. Những tấm bia thì cũng gần như là hoàn toàn bị sụp xuống và không còn một cái dấu tích. Vì vậy mà khi biết đến đây thì ngoài cái buổi cúng thí thực cách đây khoảng vài tháng mà sư phụ Trúc Phương đã thực hiện, thì Quý Mạnh Thường Quân cũng đã phát tâm để tiến hành xây mới lại hơn 90 tấm mộ bia và sẽ tiến hành sơn sửa lại khu vực hàng rào cũng như là miếu ngài Địa Tạng ở đây. Thì hôm nay Nhân sư phụ Trúc Phương quay trở lại đây để thực hiện việc này và sẽ tiến hành cúng khởi công xây dựng lại những ngôi nhà mới cho các vị đang nằm ở đây. Bây giờ thì mời cả nhà sẽ cùng Nhân theo dõi video nha. Như con được biết thì ông là người quản trang ở đây đúng không ông? Dạ không phải. Tôi là mấy người là tình nguyện ở đây là làm thôi chứ không có quản gì. Không ai giao quản lý trang. Dạ, tức là mình phát tâm để mà mình trông coi, mình vâng. quét dọn ở đây dạ, thôi. Đấy, thật, đấy, thật. Dạ. Nhưng mà vì sao ông lại có một cái tâm với những các vị nằm ở đây mặc dù không phải là người thân của mình? Tôi thấy là các nghĩa trang của các nơi họ hoành tráng lắm, người thì đủ mọi thứ đá, mà đây thì đấy, bà con hồi xưa đây chỗ này là thành một cái rừng chứ làm gì có những này. Dạ. Rừng không ai dám vào tới đây lấy da này. Thế rồi tôi thấy thân nhân họ có vẻ họ thăm viếng thì tôi thấy cũng tội nghiệp họ, tôi bảo thôi anh em ở đây mình ra mình cắt cây đi, trước cây này nhiều lắm này. Để tôi đem hai cái máy cưa cho anh em mà cắt sạch sẽ, làm sạch sẽ. Xong rồi tôi mới nói anh em là thôi giờ đi giờ cũng chẳng biết là như thế nào nữa, giờ làm mỗi cái bảng này làm một ô danh nè. Dạ. Là tôi bỏ tiền tôi đúc. Còn nhà của ông thì ở gần đây hả ông? Nhà tôi ở Lộc Hòa mà tôi làm dãy gần đây. Rồi mình thấy thương họ quá cho nên mình phát tâm mình phục vụ vâng, cho họ, tôi làm thôi, giúp cho họ. Không có ai bảo tôi làm. Không ai bảo cũng không ai trả tiền gì không, hết. Không. Dạ. Không có ai. Lúc đó cái tai nạn khi mà xảy ra ở gần đây khoảng mấy cây số không? 4 cây. 4 cây. Dạ. Dạ, lúc đó ông có chứng kiến cái cảnh đó không? Có, tôi có lên, tôi thấy nghe là tai nạn xe lửa, tôi có lên mà tôi thấy nhiều chết nhiều quá, tôi về. Dạ. Tôi về thì đến 1 giờ thì xã lệnh là với cái khu 4 của chúng tôi là ra đào cái này 200 cái việc. Tôi đi đào luôn. Thì lúc đó chính quyền địa phương mới nhờ những người dân ở đây gọi cả một khu đi ra đây đào, ra đông lắm, số lượng mất quá nhiều. Thì đào lệnh của xã đào 200, đào đây rồi đào tít trong ngoài kia đủ 200. Yeah. Như vậy đến khi mà chôn xong rồi thì nghe tình hình sau là báo lại là còn có 117 thôi. Vậy cái con số chính xác mà các vị còn lại nằm ở đây vô danh vô thừa nhận là bao nhiêu? Bây giờ nếu mà theo đúng mà đếm thì nó phải 90 đó. 90. Mà hôm đó tôi làm có 85 thì nó thiếu thì không có làm thêm nữa. Vậy hôm nay thì những tấm bia đang được khởi công xây dựng và dự kiến thì tụi con cũng xin phép là sẽ sơn lại cái hàng rào hoặc là cái miếu địa tạng
cho nó trang trọng hơn á ông. Dạ, thì cảm xúc của ông cảm thấy như thế vậy nào? Thì thứ tôi tốt quá dạ. Tại vì từ xưa đến nay là chẳng ai chăm sóc, mà rồi cũng phát động lên thì nhà bên đường sắt cũng làm được như này rồi. Dạ. Còn nếu mà bây giờ bà con thêm được cái gì thì quá là phấn khởi, có gì đâu. Rồi, vậy con cảm ơn ông nha, chắc con vào trong. Dạ, dạ. Sau khi Nhân chia sẻ video về buổi cúng thí thực ở Nghĩa Trang ở đây vào lần trước, thì hôm nay Nhân quay trở lại đây thấy ở nơi đây đã được thay hoa mới. Có lẽ là đã có quý mạnh thường quân nào đó đến đây và phát tâm cắm những cái bó hoa này cho các vị vô danh đang nằm ở đây. Nhìn cũng rất là ấm lòng bởi vì các vị không có bị lãng quên. Và hôm nay thì Tuấn Anh cũng đã có liên hệ với các cơ sở làm bộ bia ở đây và đã đặt những cái tấm mộ vô danh như thế này, giống hệt như là cái kiểu của tấm bia ở khu mộ vô danh vô thừa nhận ở Nghĩa Trang Triều Châu mà Nhân đã xây nên. Thì giá của những tấm bia này Nhân được Tuấn Anh thông tin lại, đó là luôn cái công dựng á, luôn công xây dựng lên tất cả những tấm bia này thì là 550.000 đồng một tấm. Những tấm bia thì đã được đặt có lẽ là chắc là được khoảng phân nửa số lượng rồi, tức là khoảng gần 50 tấm và đang được dựng ở đây. Ở phía kia thì các công nhân đang tiến hành dựng từng tấm bia lên. Hiện tại thì trời đang rất là nắng. Đây chính là những cái tấm bia cũ ở đây cả nhà. Ngày xưa thì cái số lượng mà người mất quá nhiều cho nên chỉ dựng được những cái tấm bia như thế này thôi. Những cái tấm bia rất là tạm bợ và khắc rất là thủ công. Tuy nhiên thì ngày xưa mà được như vậy thì đã rất là mừng cho các vị ở đây rồi. Chữ vô danh cũng không được ghi trọn mà chỉ được ghi là chữ mộ VD thôi. Đây, tất cả những cái phần mộ đều bằng hết rồi. Và đi nếu như không chú ý thì mình có thể dẫm lên các vị đang nằm. Nó không có hay lắm. Đây, những cái tấm bia mộ ngày xưa này. Cho Nhân xin phép công khai danh sách quý mạnh thường quân đã ủng hộ vào việc xây bia mộ vô danh, vô thừa nhận và cúng thí thực ở Nghĩa Trang Đường Sắt 1982. Có anh Nam ở Mỹ ủng hộ 10 triệu đồng, chị Linh 1 triệu đồng, Nước Từ Bi Thiên Giới 500.000, Huy ở quận 3 550.000, cô Hà Thị Lai quận 3 600.000, Đặng Vinh Chiếu 200.000, bạn Hoài Bào ở Bình Dương 200.000, cô Nhuận Hồng 500.000, chị Trang ở Mỹ 300 đô Mỹ, anh Bình quận 12 200.000, cô Hoa Quế 1 triệu đồng, cô Thúy 1 triệu đồng, Phạm Thị Trang Nhung 550.000, Võ Thị Kim Thành 600.000, chú Hải Lê ở Úc và chú Dũng Ngô ở Úc 200 đô Úc, anh Phong ở Mỹ 300 đô Mỹ, cô Uyên ở Mỹ 150 đô Mỹ, Mạnh Thường Quân giấu tên ở Úc 1 triệu đồng. Mạnh Thường Quân giấu tên ở Úc 10 triệu 188.000 đồng. Chị Trân ở Úc 2 triệu đồng, chị Hồ Thị Mỹ Nga ở Mỹ 4 triệu 600.000 đồng. Mạnh Thường Quân giấu tên 500.000, gia đình chú Như Quang 500.000, chị Lâm Minh Vân ở Úc 150 đô Úc. Tổng cộng số tiền là 58 triệu 823.000 đồng. Ở ngoài ra thì còn ở phía Mạnh Thường Quân của kênh bạn Tuấn Anh Quảng Trang là 7 triệu đồng. Sau khi hoàn tất quá trình xây bia cũng như là sửa hàng rào, cúng thí thực ở Nghĩa Trang này, nếu số tiền còn dư thì Nhân xin phép sẽ công khai cụ thể và để vào quỹ vong linh để thực hiện cho việc là cúng vong linh cũng như là tổ chức trai đàn hoặc là sửa nhà hài cốt, xây mộ vô danh như thường lệ, như các chương trình mà Nhân đã tổ chức những lần trước. Và một lần nữa Nhân trân quý cảm ơn quý Mạnh Thường Quân và chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Thì nó xong cái hôm nào nãy xong con chia ra mỗi cái một cái. Kệ nó, em làm cực tí mấy bác trả thêm tiền công. Ờ đúng rồi đó. Gắn mặn xuống là nó không đổ nữa. Là bình bông nó không vì ngã, lúc nào bông nó cũng dựng lên. Rồi còn nếu mà ai mà cắm bông tươi thì ta để nằm cũng được. Đó ok ha. Đó như vậy là ngon. Những cái bình bông có bị thiếu không cô? Đủ rồi con này, cô chia đủ đó rồi. Đủ hết hả? Cô có thiếu thì cô nói giùm con nha. Cô có đi mua à. Cô mua cũng cho thêm rồi. Vậy hả? Cô bảo thôi kệ nó, bây giờ xin ai giờ thì mình cứ mua đi thì mà người ta cầu xin cho mình khỏe mạnh được, bằng an được rồi. Dạ dạ. Mà cô cũng là người dân địa phương ở đây. Cô là địa phương ở đây. Dạ. Cô người công giáo. Ủa vậy hả? Dạ không, mình làm chuyện tốt thì đâu có phân biệt đúng không cô? Dạ. Dạ dạ. Mà cô hay chơi và nghĩ đi ạ.
Dạ. Quay ra ngoài nghĩa địa có chơi lắm. Dạ. Thích ngoài nghĩa địa, ra ngoài nghĩa địa ở thoải mái lắm. Về nhà cái có chẳng nói chuyện ai, kệ ai muốn làm gì làm. Mà nói chung là mình thấy những các vị nằm đây mình thương, đúng không con? Ừ. Dạ. Tại mình nghĩ là con mình ở ngoài nghĩa địa kia mình cũng thương rồi, mà ra đây thấy mấy người mình cũng thương. Cái này mình sẽ đào cái bia cũ lên ha anh. Không, cái bia cũ ấy để nguyên vậy để làm cái lưng trống cho bia mới nó chắc hơn. À rồi rồi em hiểu rồi. Mình sẽ để luôn, mình sẽ trồng cái tấm bia mới lên luôn cho chắc. Tại vì cái phần bia cũ này cũng còn chắc chắn ha anh. Vâng, ngày trước họ cũng đổ bê tông nó cũng chắc. À. Dạ. Lại đang đi ở ngoài đường nhìn mà chờ hôm nay sao mới có mấy ông thợ điện trong đây ta. Rồi sau đó là mình cũng đổ một cái nền ở dưới đây ha anh. Vâng có. Dạ, đổ một cái đế. Có đổ đế xi măng ở dưới nữa. Dạ dạ. Sao lại có ông thợ điện trong đây nữa chứ? Sáng giờ thì thấy các anh đã làm được một cái hàng ở dưới cùng này rồi. Tại muộn gần trưa rồi mới làm nên là mới chỉ được hơn một hàng. Dạ một hàng. Một hàng này là bao nhiêu cái ta? Một hàng này 14 bia. 14 bia. Và khoảng 14 bia. Dạ. Sáng nay là mình đem ra được bao nhiêu tấm bia đã khắc rồi anh? Sáng nay là mình đem được 60 tấm, còn chiều hoặc ngày mai nếu mà làm nữa trở ra tiếp. À, được 60 rồi ha. Hôm nay là mình khắc đủ 90. Có những cái mà không có cái bia mấy anh là bia cấm cho hỏi cụ hạt luôn. Dự kiến mà trong hôm nay thì 60 tấm có dựng lên hết được không anh? Hết rồi. À, hết ha. Sáng này là tính là... Có anh với là anh kia làm thôi hả? Nhưng mà chiều tăng thêm người tại sáng này chờ bên đó lâu quá. Dạ dạ. Đó một tấm này. Đó hai tấm bên này với ba tấm bên này. Ở những ngôi này là đây là 5 tấm mà hoàn toàn không có cái bia cũ luôn nè. Đúng rồi. Vậy thì mình dựng mình phải đổ nền chắc hơn ha. Rồi rồi rồi. Như vậy thì chính xác là có 90 tấm bia sẽ được dựng cho 90 vị vô danh ở đây. Và ngoài ra thì sư phụ cũng có nói là làm thêm một tấm bia thập loại cô hồn hả sư phụ? Dạ. Chính là tấm bia nằm ở ngay dưới chân của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tấm bia này sẽ thờ chung là thập loại cô hồn. Sư phụ treo những cái tấm này là những cái gì sư phụ? Cái tràng phan đó. Dạ. Tràng phan để cho đẹp, cho trang nghiêm cái này. Dạ. À, lần trước thì con không có ra đây nhưng mà sư phụ ra đây thì sư phụ đã gắn máy niệm Phật hả sư phụ? Máy niệm Phật với là mấy cái chuông gió với cái đèn năng lượng mặt trời nhưng mà bị lấy rồi. À. Đèn lượng mặt trời để pha vô ngày mà bị lấy. Hai cái chuông gió bị lấy luôn. Vậy là chỉ còn có cái máy niệm Phật thôi. Trời ơi. Tức là sư phụ lần trước ra đây đã gắn ở đây một cái đèn năng lượng. Cái tấm đèn lượng mặt trời chiếu cho người dân đi. Dạ. 100W mà bị lấy tấm pin. Còn tấm đèn thì cái đèn thì không lấy. À. Vậy là một cái tấm đèn năng lượng mặt trời ở đây đã bị trộm. Và một cái tấm ngay phía cửa cũng đã bị trộm. Dạ. Lần trước thì anh Hoài ra đây lắp nè đúng không? Dạ. Rồi giờ lấy cái tấm pin rồi hả? Trời ơi. Rồi, cái đèn ở trước gắn ở đây nè. Dạ. Chiếu ra đường, những sáng đường. Chiếu đường sáng cho bà con đi. Còn trong kia thì trang nghiêm cho Ngài Địa Tạng. Rồi, cũng bị trộm luôn. Hoa này cô cắm 6 ngày rồi đó. 6 ngày rồi mà nó không tàn hả? Ờ, nè. Cái mộ này sao nó không tàn, còn chỗ tường tăng cái chỗ kia nó tàn hết con này. 6 ngày nè, cô mua 2 bó đồng tiền. Là chỉ duy nhất ở đây là cô thấy nó không tàn. Còn những cái chỗ khác cô cắm là tàn. Là tàn rồi. Dạ. Cái chỗ kia là tàn hết mà còn này nè. Dạ. Nãy sót một cái mộ này không cắm máu ấy. Nhưng mà cô mua bông tươi thì chỉ được một phần nào thôi đúng không? Còn lại thì bông giả mình cứ để đây chứ mình đâu có cắm hết nổi. Không, mà. Bông giả theo thì cứ để đây. Còn bông tươi là con biết sao, chỉ cắm chỗ này với chỗ này với cái mộ này. Dạ. Với lại bên mộ công giáo cô thấy có mộ Phêrô, Phaolô gì đấy. Dạ. Nên người công giáo thì cô cắm ở chỗ gốc cây kia. Thực sự con chia sẻ với cô là khi con đến đây á, lần trước á, con cũng ấn tượng với cái phần mộ này. Bởi vì bước vào đây á, thì thấy ở đây á, là cái phần mộ nó được trang trọng nhất và nó to nhất. Thì ở trên đây á, có ghi một cái dòng đó là trong hai ngôi mộ này thì có phần mộ mẹ chúng tôi. Phần mộ còn lại nếu có thân nhân xin liên hệ cùng chúng tôi để tìm hiểu và liên lạc qua số điện thoại. Cũng ý là người ta nếu mà có bốc đi thì liên lạc cho người ta, ta biết tới. Là ta bốc mộ bố mẹ ta đi. Đó là như vậy. Và nếu như để như vậy thì hình như là ngay cả bản thân của họ cũng không biết là hai bên này bên nào là mẹ của họ. Hình như là vậy đó. Okay, con này. Tại vì họ vẫn nói là nếu có thân nhân thì xin liên hệ cùng chúng tôi để tìm hiểu. Tức là vẫn chưa phân biệt được hai ngôi mộ này, ngôi mộ nào là mẹ của họ. Nó là như thế này,
Dạ. Cái bà này là mà khi tai nạn xong rồi là khoảng tuần bà ấy vào. Dạ. Bà ấy vào thì bà ấy liên hệ với xe lửa thì họ đưa cái hình của bà già ra đó. À, thì hình với bà già nó có số, họ nhận lên đây. Họ mới dẫn lên đây là trúng cái mộ này rồi. Đó. Nhưng mà có một cái sơ sót là không có đánh dấu cái gì hết mà chỉ có ra đường xe lửa kia kìa, lấy đá để xung quanh. Đó. Thế rồi không biết là ai á, ở bên cạnh nó lại lấy đá nó cũng giải xung quanh ra hai cái mộ giống nhau. À. Có lẽ là chân bò chẳng biết nó nghịch. Dạ. Thế là vào bây giờ bái và chở vật liệu vào đây xây, không biết cái nào mà xây nữa. Trời đất ơi. Đó. Nó cái dở cái đó khi mà nhận được đúng của mẹ mình rồi, lấy một cái gì đóng xuống là mốc, lấy hòn đá to gì đó để ngay đầu. Thì về thấy hòn đá biết rồi, đem dắt đá xung quanh giống cái mộ đó. Sau là vào là thấy cái mộ thứ hai họ cũng dốc đá mà mấy năm rồi không vào, giờ vào đâu có biết được nữa. Dạ. Thế là xây luôn hai cái. Thế tôi biết mà. Dạ. Tôi vừa cắm bữa nào, cái này bữa trước cái bữa sau vài vào vài vài xây cái này. Vậy thì bây giờ thân nhân có còn vào đây thường còn không? Còn vào mới vào đó. À, vẫn vào mỗi năm. Mà vào mỗi năm là cứ cái ngày mà gọi là cái ngày mà tai nạn là bà ấy vào. Dạ. Bà ấy vào hoài à, đi ô tô vào, đi cả nhà vào đấy. Như vậy là riêng hai phần mộ này thì có người thân nhận. Nam mô Nhất Tâm Phụng Tinh Liên Hoa Đại Thượng Ba Bảo Quang Trung Tam Thập Nhị Thương Cho Năng Nhân Bác Thập Chủng Hảo Trì Đại Giác Hoa Hiền Di Lai Vô Lượng Phật Đà Giá Tôn Di Nguyện Thiện Thị Bảo Cái Địa Bố Kim Liên Hoàng Giang Đàn Tràng Chứng Minh Công Đức Hương Hoa Thịnh Hương Hoái Phùng Hình. Nam mô Nhất Tâm Phụng Thịnh Tâm Tây Thiên Trúc Quốc Bạch Ma Đà Lai Tu Đà La Liệu Nghĩa Đại Thừa Thập Nhị Bộ Trường Kinh Bi Điện Hoa Hiền Di Lai Vô Lượng Đạt Mã Giá Ni Tàng Di Nguyện Thiên Thị Ba Tường Quang Vạn Đạo Thị Khí Thiên Điều Hoàng Giáng Đàn Tràng Chứng Minh Công Đức Hương Hoa Thịnh Hương Hoái Phụng Thịnh. Nam mô Nhất Tâm Phụng Thịnh Tây Tam Phạm Minh Bát Giải Ngũ Nhãn Lục Thông Phân Thân Của Thử Quốc Độ Tha Phương Ưng Cúng Nhận Giáng Thiên Thượng Hoa Hiền Như Lai Vô Lượng Tăng Già Gia Trung Di Nguyện Trần Giang Nguyệt Ấn Không Cốc Truyền Thinh Quang Giáng Đàn Tràng Chứng Minh Công Đức Hương Hoa Thịnh Hương Hoái Phụng Thịnh. Nam mô Nhất Tâm Phụng Thịnh Tiên Trân Địa Thánh Tỷ Triết Phương Vương Hiền Thượng Tri Phi Thượng Thiên Hạ Cập Phong Luân Địa Tế Vô Biên Huyền Tạo Cửu Linh Kỳ Cài là Thiên Hạ Tứ Di Ba Quát Thập Phương Trư Hiền Thánh Di Nguyện Từ Bi Vô Lượng Lắng Mãn Phàm Tình Quang Giáng Đàn Trang Chứng Minh Công Đức Hưởng Hoa Thịnh Hương Hoái Phong Thịnh. Nhất Tâm Triệu Thịnh Tỳ Tùng Bộ Trung Tỳ Về Thằng Nương Bảo Hữu Văn Ban Tiền Vi Nhi Hầu Đẳng Trung Di Nguyện Đồng Từ Thánh Đức Cộng Bô Tường Quang Tắc Võ Qua Diêm Tọa Từ Cùng Dường Hưởng Hoa Thịnh Hương Hoái Triệu Thịnh. Phụng Thịnh Tam Bảo Nam Mô Đăng Bảo Tòa Bồ Tát Nam Mô Đăng Bảo Tòa Bồ Tát Nam Mô Đăng Bảo Tòa Bồ Tát. Lạy Phật, chào các vị. Hôm nay là ngày 4 tháng Giêng năm 2021 năm 2021. Rồi thầy lại có cái duyên đến đây nữa là hôm nay là làm cái những cái tấm mộ bia như vậy. Thì rất là cảm ơn tất cả các vị đã giúp đỡ cho những cái phần vong linh đáng thương đây. Cũng là do sự góp kêu gọi của mấy của thầy và tất cả mấy đệ tử của thầy mà những cái phần mộ ở đây có được tấm bia an lành. Thật sự cái mộ bia đó, nó như bây giờ nó là mục rồi. Nên làm cái mộ bia bằng đá hoa cương này cho chắc. Tổng cộng là 92 cái không con? À dạ, à, con ra đây thì con biết là làm 98, Tuấn Anh đặt 98 và một tấm ở trong cái miếu của Ngài Địa Tạng nữa là 91 tấm và tổng số tiền làm á, là tròn 50 triệu về đó, phần xây dựng á. Phần xây dựng, đó, có những, đây là có những cái năm cái tấm này là không được gắn mộ bia dạ, là đúng rồi. Còn những cái mộ bia là được 80 mấy thôi. Dạ đúng. Còn những cái tên, những không được gắn mộ bia là 80 mấy nên làm hết cho những cái này là làm chung hết. Và ý của sư phụ cũng muốn á, mình làm mộ rất đẹp rồi nên sơn hết luôn cái này lại bằng sơn quét sơn á, quét sơn để cho nó đẹp cho nó mới.
Nhưng mà không phải chỉ có Phật giáo làm không. Hình như là cái mộ này hồi nãy thấy, không thấy ông cụ Hạc với lại mấy cái cô đó, tức là những người đó tôn giáo bạn, họ có tâm linh đây rất là tốt. Chúng ta không có nói tôn giáo, mà chúng ta nói là đây là đến đây tấm lòng của con người thôi. Con người mà là những cái người đồng dân tộc mình mà họ đã có cái hoạnh số như vậy đáng thương. Mình đến đây không biết anh là ai, không biết các vị là ở là ai, theo tôn giáo nào, tín ngưỡng nào, nhưng các vị nào có lòng đến đây đều là người Việt Nam. Tinh thần của Việt Nam là nhường cơm sẻ áo. Tinh thần của người Việt Nam là lá lành đùm lá rách. Đó là tinh thần của người Việt Nam, là từ bi và bác ái đó. Sẵn đây, sư phụ cũng nói, khi mà nói vấn đề tâm linh, mình không đem vấn đề tâm linh mình đùa giỡn được, con thấy không? Có những người, nãy như con nói, con thấy có những người mà người ta thích quán nhậu hay thích đi chơi, cái cô đó lại có thích vô nghĩa địa, nghĩa trang. Tại vì sao người ta thích? Tại vì người ta có cái gì đó, mỗi người đều có một cái sở thích riêng. Giống như sư phụ thích đi cúng, là mỗi người có một cái thích riêng của mỗi người. Nhưng mà chung quy để mình thích đó không phải là mình làm đây rồi mình lên chương trình để mình để quảng cáo nổi tiếng. Cái gì hoa nó càng nở sớm thì càng tàn nhanh thôi. Không phải hiểu vậy nên mình sống vì tấm lòng. Giống như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nói, sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Ông không, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là cái bài hát đó là triết lý của nhà Phật, là từ bi, là bình, từ bi là yêu thương. Nên chính vì vậy mà sẵn đây sư phụ cũng muốn là sơn lại hết, sơn cho nó sạch hết, đẹp hết. Và khi nào xây xong đây, khi nào làm hết mộ bia sơn hết, đến đây mình cũng cho các vị ăn một cái Tết nó ngon lành. Đó là cái tâm niệm. Vậy thì cũng thông qua video này con cũng thông tin và con cũng thưa với sư phụ thì tổng số tiền ở phía kênh con á là 58.823.000 đồng, và cộng thêm số tiền của Tuấn Anh, kênh Tuấn Anh là 7 triệu nữa, thì nó đã vượt cái mức để mà mình xây dựng và mình cúng thí thực rồi. Thì, còn sơn lại. Dạ, cái phần đó mình sẽ xin phép Mạnh Thường Quân để mình có thể sơn lại cái hàng rào ở đây. Và nếu như trong trường hợp có dư thì con cũng xin phép để vào quỹ vong linh cho các lần cúng tiếp theo. Dạ. Đó là cái đó là nếu mà con làm như vậy là con sẽ không bị phạm về nhân quả. Dạ. Cái sư phụ nói không nên mình mang cái vấn đề tâm linh lên mình trục lợi. Tại tâm linh là nó thuộc dạng là cái vi tế mình không hiểu được. Nên mà sư phụ rất tán thán tụi con làm cái vậy này. Tụi con làm được cái vấn đề này mà có cái tâm như vậy là sư rất mừng đấy. Là cái nào ra đấy, ở trong Phật giáo nhân quả là không thảo bất cứ ai. Và con người cũng chúng ta cũng vậy, xây dựng nhau bằng cái dự tính. Mà con đã làm mất cái niềm tin của Mạnh Thường Quân rồi thì không ai tin tưởng con. Thì cái gì mình cũng vậy hết. Nên mình không phải là gì mục đích là mình là mua đồ để cái kinh mình hay là gì đó. Cái là cái chuyện đó là mọi người có sự sống riêng. Nhưng mà mình đã đến tâm linh thì dùng cái tâm linh thật sự, cái tâm của mình thật sự. Thì con sẽ làm, nếu con làm như vậy thì bắt tất cả những Mạnh Thường Quân họ sẽ ủng hộ con. Chứ sư phụ cũng ủng hộ. Nếu mà con làm không đúng sư phụ sẽ không bao giờ ủng hộ. Tại vì cộng nghiệp, mà cộng nghiệp là tương tác, nghiệp là sư phụ phải gánh nghiệp quả. Đạo Phật là tin sâu nhân quả. Nên sư phụ cũng vậy. Sẵn đây sư phụ kể có một câu chuyện về nhà thiền, hy vọng con phải nghe và học để hiểu sâu vấn đề này. Cứ một lần đi có một cái giai thoại về thiền của Phật giáo rất hay. Ở một ngôi chùa nọ, có ở một cái đất nước, có một cái nơi, cái đất nước đó nhà vua cho làm có cái đảo to. Ở giữa đảo là có, ở giữa cái hồ nước là có một cái đảo. Nhà vua cho xây cái, chính quyền ở đó cho xây một cái ngôi chùa để nhà vua cắt cái viên ngọc. Viên ngọc mani trị giá cả một gọi là pháp quốc bảo của đất nước đó. Và cho chư tăng ở đó phải có nhiệm vụ bảo quản viên ngọc. Con biết viên ngọc mani rất là sáng, rất là giá trị. Cái viên ngọc được tính bằng cái đất nước nên được rất là bảo quản rất kỹ, mà muốn đến ngôi chùa đó phải đi bằng thiền. Khi mà các sư thầy đang công phu tu tập, bỗng nhiên một ngày đó, vị trụ trì, sư trụ trì ra báo với các thầy là chùa ta mới vừa rồi bị trộm lên, trộm viên ngọc.
các thầy rất hoang mang, tại sao chùa nằm ở giữa đảo mà muốn đến chùa này phải có một ngôi thiền, mà được các thầy canh giữ kỹ như vậy làm sao có mắc được. Và thầy trụ trì cũng nói các thầy hãy giữ trong vòng 7 ngày để tìm người lấy, và các thầy giữ tâm thanh tịnh. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, trong mỗi lòng các thầy vẫn có hoang mang nhưng mà nó chưa đến cái sự nghi kỵ. Đến ngày thứ ba và đến ngày thứ bảy là trong lòng người, mỗi người đều nghi kỵ lẫn nhau. Thầy này nghi kỵ thầy kia lấy. Cho đến ngày thứ bảy cũng chưa tìm được Duy Ngọc, vị sư trụ trì mới ra nói: ta biết các thầy tu tập rất giỏi, thiền định rất công phu, rất vững vàng, nên thôi, các thầy có thể tránh cái quả sát thân, các thầy có thể rời khỏi chùa này và các thầy đi chỗ khác tu tập. Những sư thầy khác nghe như vậy đều vô chuẩn bị hành trang để rời khỏi chùa. Tại vì các thầy nói là mình đi như vậy mình sẽ chứng tỏ mình không lấy, còn mình ở lại là chắc chắn mình sẽ có lấy. Sau khi các thầy đi hết, đi rời khỏi ngôi chùa đó xong, vị sư trụ trì thấy lạ, có một vị thầy đang ngồi tụng kinh niệm Phật. Thầy đó là thầy không có thấy đường, thầy bị mù. Vị sư trụ trì lại mới hỏi vị thầy đó: tại sao thầy chưa đi? Thầy trụ trì đó mới, cái vị thầy mà mù có nói: con đến với Phật không phải là duyên ngập này, mà con đến với Phật bằng cái Phật tâm của Ngài. Con thấy Phật sáng hơn tất cả các duyên ngập. Bởi vì trong giới luật có nói, trong các sao trăng là sáng, trong giới luật của Phật là như vậy, là giới luật giống như là duyên ngập mani bên trong của mình tỏa hơn cả cái duyên ngập. Cái thế gian mà dùng tiền mà mua được thì nó không có giá trị, mà ta lấy duyên ngập đó đo bằng cái bức thành cũng không giá trị. Chính duyên ngập của tự tâm chúng ta mới có giá trị. Vì xong rồi vị sư thầy mới hỏi là duyên ngọc không mất, vị sư thầy mới móc ra duyên ngọc, nói đây duyên ngọc đây. Vì các thầy khác nghi thầy lấy nhưng mà thầy không hoang mang, thầy vẫn thiền định công phu tu tập tốt, vì tâm của thầy là duyên ngọc lớn nhất trong tất cả các duyên ngọc. Nên chính vì vậy mà sư phụ nói là mình đi làm từ thiện này, mình đi làm cái việc nghĩa này, cái việc tốt lành này, hãy lấy cái tâm mình ra, thì tất cả các chư vị ở đây sẽ ấm lòng mà để nhận thọ lãnh đó, rồi mình sẽ được cái hỷ lạc của mình. Con thấy không, cái sư phụ treo cái làm cái an, hôm nay sư phụ tụng kinh là an vị địa tạng, an vị tông tượng địa tạng, treo những cái phan, hồi trước treo những cái chuông gió bị lấy, và treo những cái đèn năng lượng mặt trời chiếu ngày địa tạng cũng bị lấy, mà cái chuyện lấy là chuyện nó bình thường, tại đây không ai canh hết, nên mình không có gì trách ai hết, nên mình làm giờ mình làm những cái gì để cho họ không lấy. Mà sư phụ rất là hoan hỷ với việc làm của tụi con, là sắp xếp đây cho nó đẹp, làm cái nghiêm sắp đến Tết rồi. Cái dân tộc của chúng ta là dân tộc của lễ nghĩa, dân tộc của đạo đức, là nghĩa là Tết là đều phải chăm mộ ông bà. Những người này mình sẽ là những người thân của những người này để mình chăm mộ họ, mình làm cho họ mới để họ có một cái niềm vui, và từ đó mình mới chuyển công năng họ để mong muốn họ sớm siêu, chứ không phải họ hôm nay. Có những người đến đây sinh số đề rất là ác độc, nhưng mà thôi mình làm mọi như vậy để tốt cho mong muốn cho họ siêu, chứ không phải là mong muốn cho họ đây là những cô hồn ma đẹp của họ nương cái mộ. A Di Đà Phật, thầy cũng cảm ơn tất cả các vị mạnh thường quân và các vị Phật tử đã ủng hộ cho thầy, cho đệ tử thầy làm được cái những cái mộ này, và để cho các vị này có một cái Tết nó đầy đủ, và cảm niệm các vị, hồi hướng các vị, chúc các vị và gia quyến được thân tâm an lạc, và cái cuộc sống nó đầy đủ để các vị có cái thiện tâm nó càng ngày càng nở. Và cảm niệm các vị, chúc các vị được an lạc. A Di Đà Phật. Và như vậy thì hôm nay có tổng cộng là 60 tấm bia sẽ được dựng cho các vị vô danh vô thừa nhận ở đây, và nhân sẽ quay trở lại đây khi khu mộ đã hoàn thiện, cũng như hôm đó thì sư phụ Trúc Phương sẽ tiến hành cúng vong linh, cúng thí thực cho các vị nằm ở đây được ấm lòng. Có lẽ là sẽ trước Tết Nguyên Đán nha cả nhà. Mời cả nhà sẽ đón xem video tiếp theo nha. Bây giờ thì tạm biệt cả nhà, và hẹn gặp lại cả nhà vào video lần sau. Một lần nữa thì kính chúc tất cả quý mạnh thường quân đã phát tâm ủng hộ vào quỹ vong linh, vào việc xây dựng những tấm mộ bia ở nghĩa trang đường sắt này, thật nhiều an lành, thật nhiều sức khỏe. Chúc tất cả khán giả của Nhân một năm mới sắp đến sẽ thật nhiều bình an. Tạm biệt cả nhà.